Sau đây công ty cân tử Việt Nhật xin giới thiệu dòng cân CLX6000D. Đây là dòng cân chính hãng của Vipra. Và do chúng tôi nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi sẽ mở cái con này ra cho các bạn. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ mở con. Ở đây, sau đây thì trên cái con này thì bây giờ các bạn có thể thấy nó sẽ bao gồm catalog đi kèm theo con. Và đĩa con sẽ được bỏ như thế này. Và nó có hai đĩa trên và đĩa dưới. Rồi. Phần này là phần adapter. Rồi. Đây là cái lớp mũ để bảo vệ cân, để tránh trong quá trình vận chuyển các bạn có thể rung lắc, được bảo vệ an toàn trên cái cân này. Bây giờ tôi sẽ lấy con ra. Đây là dòng cân CLX6000D, chính hãng chứ không phải mấy cái hãng mà ALC hay các bạn ha. Đây là dòng cân duy nhất đến của Vipra. Đây. Và đây là bây giờ chúng tôi sẽ kết nối cái đĩa cân vào. Các bạn khi các bạn lắp đặt thì trong cái đĩa cân này sẽ có hai đĩa. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy cái đĩa nhỏ ra trước cho các bạn ha. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ kết nối cái cân vào trên thông cân này. Để trên này nó có một lỗ lớn và lỗ nhỏ. Cái lỗ lớn chúng ta sẽ để ở phía sau. Lỗ nhỏ ta để ở phía trước. Giờ chúng ta sẽ các bạn sẽ dặn nó khi nào nó vừa đủ cứng ra thôi. Rồi. Các bạn đậy nắp con lên. Rồi. Bây giờ các bạn có thể thấy cái level này đây. Thì khi tất cả các cân điện tử của Vipra nó đều có cái level này. Cái level này là dùng để chỉnh cho cái tâm nó lọt vào, cái tim nước nó lọt vào tâm. Thì các bạn sẽ chỉnh cho tim nước nó sẽ rơi vào tâm đó. Các bạn thấy cái tâm nước nó đang di chuyển. Thì các bạn sẽ đặt cái tâm nước nó vô giữa tâm thì cái cân nó lúc đó nó sẽ chuẩn. Rồi. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh cái tâm này, nước này nó sẽ lọc vào trong. Và chúng ta có thể điều chỉnh 4 chân sau và 4 chân, chân trước và chân sau để cho nó chế độ cân bằng nó bằng nhau. Rồi. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ các bạn sẽ kết nối cái cục adapter vào trong cân. Đây là cái đuôi cắm, chúng ta sẽ cắm ở phía sau cân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động cái máy này lên bằng cái phím on off bên tay trái các bạn. Ở đây là cái màn hình VFD các bạn ha. Cái màn hình này camera khó có thể đọc sáng được hết toàn bộ giống như màn hình LCD. Rồi các bạn để cân khởi động lên. Rồi các bạn thấy ở đây cái cân này có mức cân 6kg và sai số của nó là 0.1. Đây là cái hàng khối lượng, bên này là cái hàng chúng ta nhập cái sai số vào. Và ở bên này là cái hàng số đếm. Thì để sử dụng cái cân này thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu các bạn. Phím on off là cái phím mở nguồn các bạn đang thấy. Phím scale 1, scale 2 là cái cân này có khả năng kết nối được hai cân. Và phím R và phím S là dùng để thoát ra, phím T là dùng để trừ bì. Và các phím thứ tự các bạn có thể thấy là 7 từ 0 cho tới 9 này. Và đây là cái phím là chúng ta để điều chỉnh cân. Và phím limit là dùng để cài đặt setup tiếng nha các bạn ha. Đây có mã hàng, phím mod dùng cài đặt, phím add dùng để cộng dồn, phím
Tab reset là chúng ta dùng để chúng ta trừ bì, nhưng mà chúng ta trừ bì theo yêu cầu của chúng ta. Chúng ta muốn trừ bì bao nhiêu chúng ta nhập số vào, chúng ta trừ bì. Phím unit này chúng ta dùng để chuyển đổi đơn vị cân, và phím này là phím chúng ta đếm. Khi chúng ta lập cái lệnh đếm xong, chúng ta sẽ nhấn phím này. Thì bây giờ tôi sẽ đặt cái quả cân lên trên cái bàn cân này. Chúng mình sẽ đặt quả cân 1 kg lên trước. Đây, 1 kg. Chính xác rồi. Đây là 1 kg tiếp theo. Được. Rồi chúng ta test. Bây giờ chúng ta sẽ canh cái cân này. Cái cân này khi các bạn đi vào chi cục hoặc các bạn sử dụng lâu năm thì các bạn cần phải setup lại cân. Thì các bạn muốn setup lại cân thì các bạn phải có những cái quả chuẩn giống như chúng tôi đang cầm. Thì những cái quả chuẩn này chúng ta dùng để chúng ta setup cái cân này. Bây giờ cái cân này 6 kg thì chúng ta cần phải có 6 kg tải để chúng ta setup. Bây giờ tôi sẽ lấy xuống trước. Chúng ta setup. Thì để sử dụng cái cân này, các bạn nhấn vào, muốn cài đặt cân này chúng ta sẽ nhấn vào cái phím mod. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn giữ phím mod. Chúng ta nhấn giữ phím mod. Khi nào màn hiện xuất hiện chữ can CAL. Rồi sau đó chúng ta nhấn đồng thời hai phím cùng một lúc, phím T và phím mod. Phím T ta nhấn trước, phím mod chúng ta nhấn sau. Thì nó ra unit 0. Unit 0 này chúng ta sau đó chúng ta nhấn mod tiếp một lần nữa. Là on 0. Khi nào màn hình hiện on F5 thì chúng ta sẽ đặt tải lên, và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đặt full tải ha các bạn ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt, tôi sẽ đặt 6 kg quả cân chuẩn lên trên bàn cân này. Tại vì cái cân này đang là 6 kg. Cân sẽ tự động nhận. Vâng, đây là 6 kg các bạn. 6 kg sai số 0.1 cân. Và kết quả là đúng tuyệt đối. Cân này là 6 kg 0.1 gram, nhưng mà khả năng đếm các vật có sai số 0.01 gram. Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra cái góc cân này. Các bạn muốn kiểm tra cái cân chính xác hay không, các bạn có thể kiểm tra cái góc cân. Đây là cân 6 kg, chúng ta sẽ kiểm tra 2/3 tải của cái góc cái cân. Chúng ta sẽ có 4 góc, chúng ta sẽ kiểm tra thứ tự. Đây đúng chính xác. Rồi bây giờ tôi sẽ di chuyển qua bên tay trái của các bạn. Hai cái quả cân chuẩn. Để kiểm tra cái cân nó có chính xác hay không. Rồi. Rồi chúng tôi sẽ di chuyển ra phía sau. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đếm số lượng mẫu. Để đếm mẫu các bạn chỉ cần bỏ cái vật nào lên tương ứng. Tôi giả sử cái này 1 kg này tương ứng với khoảng tầm 2.000 con. Tôi sẽ nhập 2.000. Nhấn hiếp phím SMBL set này. Đây các bạn. Hoặc tôi giả sử cái vật này nó có cái cục 1.000 gram này tương ứng với 10.000 con. Vâng, cần có thể đếm được cái vật có 10.000 con. Rồi các bạn, đây là cái dòng cân, chúng ta có thể quay phía sau.